Hello mấy bà, lại là tôi đây. Thì hôm nay cái clip này Hiền sẽ không có tua nhanh, mà là để nguyên thủy cho mọi người xem từng bước khi đặt bột lên như thế nào ha. Thì cái lúc để bột lên nó rất là quan trọng. Mọi người phải canh được khóe và độ chảy của bột ngay từ lúc này luôn. Thì mọi người có thấy là cái độ vừa phải của bột và lưu huỳnh bên Hiền nó không khô nhanh, nhưng mà nó vẫn không chảy ha, nó đứng yên một chỗ. Thì lúc này mình thao tác rất là dễ dàng. Và khi đắp thì hai bên hông nó sẽ hơi mỏng hơn ở phần giữa để cái form nó được đẹp hơn. Nhưng mà mọi người đừng có đắp mỏng quá ha, mỏng quá thì nó sẽ dễ bị gãy. Và khi mà chúng ta đắp đẹp thì không phải cần phải mài dũa nhiều, mất thời gian ha. Cảm ơn mọi người đã xem video của Hiền. Bye bye.